bì nọng sương điếp thông rõ việc sòn tay hư lục lan bì nọng dân tộc nội cần là bản pháp tổng xì trang việc chấp sập ký cần đây xú nèm tì sẽ biết tính việc hết kinh rú tì phương vì bận lai bì đã quá sáu lai cách hết đây việc sòn tay rú tỉnh Lạng Sơn phối chung và sòn tay hư lục lan bì nọng dân tộc nội cần phối riêng đã hết đầy lai món đây đảng hôn xim. Tặng tỉnh nại mì hốc bác chất tiếp thí trưởng thon, mì thong bác lình thí diên, bác cầu tiếp lai lục tư. Kí pi đã khóa việc thon tại hử lục lan bị họng dân tộc rú tỉnh Lạng Sơn, sừng thì đại ký cấp ký ngành lồng tim. Ký trưởng thon tại hử lục tư dân tộc nội cần, đầy tặng có và khai quảng. Cả này tặng tỉnh mì cầu tiếp cầu trường phổ thông dân tộc bán chú, tiếp ớt trường phổ thông dân tộc nội chú. Lục thư du búng nhằng khò, xài đẻ băng tròi khẩu than, thách vở, miệng và giảm chèn thon tư. Ăn vi mì lần xiên lục lan vì họ ký dân tộc, du búng trung, búng nhằng khò, thân trường thon tư. Việc thon tại du ký trường phổ thông dân tộc nội chú trang tỉnh, sừng thị bao đẩy đây, ký trường thon sừng thị lồng thêm thon tại chính trị, thêm chơ hất theo kỷ luật và tài trung kỹ năng trồng hử lục thư cần dân tộc nội cần. Lồng thêm thon tiếng Việt, hử tách thái, khai ký lớp thon tiếng nước nọc, hử lục thư cần dân tộc nội cần. Tổng thị tính thành thon tiếng dân tộc nội cần hử cán bộ thấy tư, cần hết công, dù búng dân tộc nội cần. Nhất ra trang thị đạo quá, ngành giáo dục đã lập thị thông rõ, đại ký mòn khò mòn cả cạng, và mì ký bản pháp băng tròi lục thư. Lăng vừa mì quyết định, sổ bét bác hốc tiếp ớt của Thủ tướng Chính phủ, và quyết định sổ hốc bác tiếp nhì của Ủy ban dân tộc. Ngành cũng đã tiếp tục thực tham mưu. Tối nã ngành giáo dục hết đây thêm cái đề án dự án chương trình hết trường son mắn mì đo chát ly của cái trang này lồng thêm lai thân cái trường phổ thông dân tộc bán chú phổ thông dân tộc nội chú tỷ kinh rú hử lục lư tính sang son hử lục lư chắc lược nghề hử hạp hử đây ban thình lục lư hử ngám hạp tối mới việc son phổ thông bao đây việc son sư son ăn lò kinh rú hử lục lư nhất là thêm mì đại ký cần đây chắc hết nghề. Ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã lồng thêm chỉ đạo hết đây việc thon hử lục tư chắc lược đại nghề thon hạp sáu ký nọ và ban thỉnh lục tư hử ngám hạp. Cả này lục tư tốt nghiệp trung học cơ sở đại khẩu thon thu ký trường trung học phổ thông chắc quảng chất tiếp thi phấn bác mì tiếp nhị phấn bác lục tư khẩu thon xuống trung tâm giáo dục sường thì quảng pét phấn bác thon nghề phấn nhàng tèo hất công xuống tỷ phương. Sảy này tỉnh nhàng tạt óc cơ chế chính sách, hất đây chế độ, lược ao lục tư, la cần dân tộc nội cần bây thon đại học, cao đẳng, trung cấp. Sóng việc đẩy văn, la thon tại ngòi chứng lục lan bình họng khích dân tộc nội cần rú tỉnh. Khi pi đã khóa, sàng ký tài khò tấn thành trang việc bao đây việc giảng tại và thon tập. Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn đã mì lai tối mới, trang việc thon hử lục thư bình họng dân tộc nội cần chắc lược đại nghề hạp sáu ký nọ tổng cọp đây khẩu việc thon tẩy ký cán bộ cần dân tộc mửa lăng hử búng trung búng nhằng khò rú tỉnh. Khi mà thực hiện về công tác hướng nghiệp thì chúng tôi vừa son hử lục lư lược nghề bong lâu ngòi lục lư lược nghề son bận sử lai la hăn sử cầu thiết phấn bác lục lư lược thi khẩu đại học ngắm mì quảng son phấn bác lục lư lược son nghề mì nọng nhằng xa bê son rút nước nọt thêm lựa chọn thứ nhất đó là lựa chọn thi đại học. Cô giáo trưởng em thì đã định hướng em sấy sư sáng cả nọng này tiếng Anh dùng lai bần son vì bận nọng lược son nghề nấy xe mưa lăng thắp xa việc hát đầy ngài theo ngành này sẽ có nhiều cơ hội để kiếm việc làm hơn ạ. Ngờ cả sau khi lồng thêm băng tròi hử việc giáo dục và đào tạo phối chung và thon tài hử lục lan vì họng dân tộc nội cần phối riêng toán là tỉnh Lạng Sơn xem hì đầy cái cán bộ đây là cần dân tộc nội cần mì trình độ chuyên môn thê hết đây việc bước tiến hết kinh rú tỷ phương là ký cần hết đây việc tuyên truyền rộng điệp bỉ họ cần dân tộc nội cần tính thành thân tập hết kinh thê óc khói khó khát mắn táng.